Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với Bóng Đá Mơ. Rất vui khi được gặp lại các bạn. Video ngắn này sẽ có những tin chính sau. Bức tranh bóng đá Việt Nam năm 2019 không chỉ có những gam màu tươi sáng. Năm 2019 có thể coi là một năm tươi sáng của bóng đá Việt Nam với hàng loạt những thành tích ở đấu trường khu vực và châu lục. Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn có những vết gợn trên bức tranh tươi sáng đó. 1. Nỗi ám ảnh pháo sáng. Hình ảnh của bóng đá Việt Nam trong năm qua trở nên xấu xí hơn trong mắt bạn bè quốc tế với quả pháo sáng lao thẳng vào đùi một cổ động viên nữ trong trận Hà Nội gặp Nam Định trên sân Hàng Đẫy. Chẳng những khủng bố bằng pháo sáng, một số khán giả quá khích còn hành hung cảnh sát trong trận đấu này. Những hành vi bạo lực đáng lên án này vẫn là câu chuyện dài nhiều tập, chưa có hồi kết của bóng đá Việt Nam. Scandal này chẳng những ảnh hưởng nghiêm trọng đến bộ mặt của bóng đá Việt Nam mà là một vết nhơ khó rửa của V-League. 2. Vấn nạn trọng tài. Dẫu biết rằng vấn nạn trọng tài là căn bệnh nan y của V-League và hầu như mùa giải nào cũng có scandal liên quan đến các vị vua áo đen, nhưng bẻ còi như trọng tài Trương Hồng Vũ ở trận Viettel gặp Bình Dương quả là một sự thách thức dư luận. Giải pháp mời trọng tài ngoại ở hai vòng đấu cuối suy cho cùng cũng chỉ là giải pháp tình thế. Nếu tiếp tục để tình trạng như hiện tại tiếp diễn, V-League sẽ đứng trước viễn cảnh bị khán giả quay lưng bởi những tiếng còi méo của các ông vua sân cỏ. 3. Thất bại của phần lớn cầu thủ Việt Nam khi xuất ngoại. Năm 2019 đánh dấu sự xuất ngoại của nhiều cầu thủ Việt Nam. Tuy nhiên, ngoại trừ Đặng Văn Lâm là khá thành công khi thường xuyên được ra sân trong màu áo mua theo United của Thái Lan, các cầu thủ còn lại như Xuân Trường, Công Phượng, Văn Hậu đều dành phần lớn thời gian để mài đũng quần trên băng ghế dự bị. Rõ ràng các cầu thủ Việt Nam vẫn chưa hoàn toàn thích nghi và khẳng định được năng lực bản thân ở bên ngoài giải đất hình chữ S. 4. U18 Việt Nam dừng chân ở vòng bảng giải U18 Đông Nam Á. Để thua U18 Campuchia với tỷ số 1-2 ở lượt trận cuối cùng, U18 Việt Nam đã không thể vượt qua vòng bảng dù có lợi thế được chơi trên sân nhà, khán giả nhà. Đây là lần đầu tiên sau 7 lần đăng cai giải đấu khu vực dành cho lứa tuổi U18, trước đây là U19. Việt Nam chúng ta không thể có mặt ở vòng đấu dành cho 4 đội mạnh nhất ở giải đấu này. 5. U15 Việt Nam không giành được quyền tham dự giải đấu châu lục. Dẫn trước từ phút thứ 19, nhưng rồi cuối cùng, U15 Việt Nam lại để thua ngược với tỷ số 1-2 trước U15 Úc trong trận đấu cuối cùng của vòng bảng. Với kết quả này, U15 Việt Nam chỉ xếp thứ 2 ở bảng H và không giành được quyền góp mặt ở vòng chung kết giải U16 châu Á 2020. Đây là một kết quả thụt lùi bởi trong hai giải đấu gần đây nhất 2016-2018, U16 Việt Nam đều giành được vé tham dự vòng chung kết châu lục. Hy vọng rằng những vết gợn nói trên sẽ ra đi cùng với năm cũ 2019 để bóng đá Việt Nam bước sang năm mới 2020 với một bức tranh toàn những gam màu tươi sáng. Câu lạc bộ Hà Nội thống trị tuyệt đối bóng đá Việt Nam trong năm 2019. 2019 đánh dấu là một năm cực kỳ thành công của bóng đá Việt Nam. Ngoài thành tích chói sáng của các đội tuyển quốc gia, sẽ là thiếu sót nếu không nhắc đến màn trình diễn tuyệt vời và sự thống trị gần như tuyệt đối của Hà Nội ở cấp độ câu lạc bộ. Ở giải quốc nội, câu lạc bộ Hà Nội với dàn cầu thủ đang đạt độ chín của tài năng đã đi vào lịch sử với lần thứ 5 đăng quang ngôi vô địch V-League một cách thuyết phục. Không lâu sau đó, đội bóng thủ đô lần đầu tiên bước lên bục cao nhất của cúp quốc gia, qua đó mang về phòng truyền thống của câu lạc bộ danh hiệu duy nhất còn thiếu trong bộ sưu tập. Không chỉ có vậy, thầy trò huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm còn thi đấu xuất sắc ở sân chơi châu lục khi trở thành đội bóng Đông Nam Á đầu tiên lọt vào tới trận chung kết AFC Cup liên khu vực. Còn ở các giải trẻ quốc gia, đội bóng thủ đô cũng cho thấy sự vượt trội của mình so với các trung tâm đào tạo trẻ khác của cả nước. Trong 3 giải trẻ quốc gia được xem là lớp kế cận cho tương lai bóng đá Việt Nam, U17, U19, U21, thì một mình câu lạc bộ Hà Nội ẵm 2 chức vô địch ở các giải U19 và U21 quốc gia. Bởi thế cho nên, không có gì là ngạc nhiên khi quân của Bầu Hiển tràn ngập các đội tuyển quốc gia trong năm qua. Trong chiến tích lọt vào tứ kết Asian Cup 2019, câu lạc bộ Hà Nội là đội bóng đóng góp nhiều tuyển thủ nhất cho đội tuyển Việt Nam, với tổng cộng 7 cầu thủ gồm Đoàn Văn Hậu, Đỗ Duy Mạnh, Phạm Đức Huy, Nguyễn Quang Hải, Đỗ Hùng Dũng, Ngân Văn Đại và Nguyễn Thành Trung. 6 trong tổng số 7 cầu thủ nói trên của đội bóng thủ đô, ngoại trừ Văn Đại, tiếp tục đóng góp công sức không nhỏ vào thành tích lịch sử của đội tuyển Việt Nam.
dẫn đầu bảng G tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á. Đến cuối năm, 6 cầu thủ của Hà Nội gồm Thành Trung, Tiến Dũng, Văn Hậu, Quang Hải, Thái Quý, Hùng Dũng tiếp tục trở thành những nhân tố chủ chốt của đội tuyển U22 Việt Nam để đem về tấm huy chương vàng SEA Games lần đầu tiên cho bóng đá Việt Nam sau 60 năm. Có thể nói, các cầu thủ Hà Nội dù ở cấp độ nào cũng đã thi đấu cống hiến hết sức mình và góp phần quan trọng vào thành công của các đội tuyển Việt Nam ở sân chơi khu vực cũng như châu lục. Năm 2019 đã khép lại một cách viên mãn với bóng đá thủ đô. Hy vọng rằng nó sẽ mở ra một năm mới 2020 với những thành tích chói sáng hơn nữa của câu lạc bộ Hà Nội ở cả sân chơi quốc nội lẫn quốc tế. U23 Việt Nam năm 2019 còn khủng hơn cả đội tuyển Việt Nam năm 2018. Trong 2 năm liên tiếp 2018 và 2019, huấn luyện viên Park Hang-seo đã lập kỳ tích khi lần lượt đưa đội tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam lên đỉnh Đông Nam Á, vô địch AFF Cup 2018, giành huy chương vàng SEA Games 30. Thậm chí nếu xét về kết quả thi đấu, thì U23 Việt Nam năm 2019 còn khủng hơn cả đội tuyển Việt Nam năm 2018. Dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia người Hàn Quốc, đội tuyển Việt Nam đã thi đấu tổng cộng 11 trận đấu chính thức trong năm 2018, bao gồm 1 trận tại vòng loại Asian Cup 2019, 2 trận giao hữu và 8 trận tại AFF Cup 2018. Kết quả là các học trò của huấn luyện viên Park Hang-seo đã giành được thành tích ấn tượng. Thắng 7 trận, hòa 4 trận, 1-1 với Jordan, 0-0 với Myanmar, 2-2 với Malaysia và 1-1 với Triều Tiên và không thua trận nào. Hiệu suất giành điểm trong năm 2018 của đội tuyển Việt Nam dưới triều đại huấn luyện viên Park Hang-seo là 76%, giành 25 trong tổng số 33 điểm tối đa. Bước sang năm 2019, dưới bàn tay của thuyền trưởng Park Hang-seo, U23 và U22 Việt Nam còn giành được những thành tích ấn tượng hơn. Tổng cộng trong năm qua, U23 Việt Nam đã trải qua 15 trận đấu dưới sự chỉ đạo của chiến lược gia người Hàn Quốc, bao gồm 5 trận giao hữu, gặp U23 Trung Hoa Đài Bắc, U23 Myanmar, Kechi Hồng Kông, U23 Trung Quốc và U23 UAE, 3 trận tại vòng loại U23 châu Á 2020 và 7 trận tại SEA Games 30. Kết quả là thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đã giành chiến thắng tới 13 trận và chỉ hòa có đúng 2 trận, 2 đều với U22 Thái Lan tại SEA Games 30 và 1-1 với U23 UAE. Quá ấn tượng! Như vậy, hiệu suất giành điểm của U23 Việt Nam trong năm 2019 lên tới 91%, giành 41 trong tổng số 45 điểm tối đa, vượt xa so với thành tích của đội tuyển Việt Nam năm 2018. Điều đó chứng tỏ rằng các đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Park Hang-seo đã và đang đạt được sự ổn định ở mức độ rất cao. Những thành tích ấn tượng nói trên chắc chắn cũng sẽ tiếp thêm sức mạnh và sự tự tin cho U23 Việt Nam để tiếp tục tấn công vào năm 2020 với trọng tâm là vòng chung kết U23 châu Á 2020 sẽ khởi tranh vào đầu tháng 1 tới tại Thái Lan. FIFA xếp Việt Nam vào top 12 đội tuyển gây kinh ngạc nhất thế giới năm 2019. Trong một tóm tắt nhanh các sự kiện nổi bật của bóng đá thế giới trong năm 2019, Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA đã chọn hành trình kỳ diệu của tuyển Việt Nam, nằm trong top 12 đội tuyển đã tạo nhiều kinh ngạc nhất. Bản tóm tắt ngắn gọn của FIFA nhưng thể hiện tất cả sự thăng tiến vượt bậc của tuyển Việt Nam. Lần đầu vượt qua vòng loại và vào đến tứ kết vòng chung kết Asian Cup, thắng 3 trận liên tiếp ở vòng loại World Cup cũng lần đầu tiên trong lịch sử. Trước đây, tuyển Việt Nam từng vào tứ kết Asian Cup 2007, nhưng khi đó không thi đấu vòng loại vì là đồng chủ nhà với Malaysia, Thái Lan và Indonesia. Tuy nhiên, ở Asian Cup đầu năm 2019, tuyển Việt Nam đã tiếp tục gây kinh ngạc cho cả châu Á khi vượt qua vòng bảng có cả Iran và Iraq để vào vòng 1/8 hạ luân Jordan 4-2 nhờ loạt sút luân lưu 11m, hòa 1-1 trong giờ thi đấu chính thức. Tuyển Việt Nam chỉ chịu dừng bước ở tứ kết khi thua ông lớn châu Á là tuyển Nhật Bản với tỷ số sít sao 0-1 với bàn thua từ chấm phạt đền 11m do Rizuran ghi sau trận đấu ngang ngửa. Trong năm 2019 sau Asian Cup, tuyển Việt Nam tiếp tục hành trình bất bại của mình khi thắng Thái Lan 1-0 tại King's Cup, hòa Curacao 1-1 ở trận chung kết và chỉ chịu thua sau loạt sút luân lưu 11m. Tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á ở bảng G, tuyển Việt Nam sau trận hòa Thái Lan 0-0 đã thắng liền 3 trận trước Malaysia 1-0, Indonesia 3-1 và đáng nể nhất là hạ luôn ứng viên số 1 của bảng là UAE 1-0.
trước khi tiếp tục có trận hòa với kình địch cùng khu vực Thái Lan cũng 0-0 ở trận lượt về. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam thi đấu ở vòng loại World Cup sau 5 lượt đấu đã bất bại. Trong đó có 3 trận thắng liên tiếp là sự kiện chưa từng có đã xảy ra. Nhờ đó, tuyển Việt Nam đã chiếm một vị trí rất lớn, đang giữ ngôi đầu bảng G để lọt tiếp vào vòng loại thứ 3 tranh vé dự World Cup 2022. Nhờ những chiến tích này, tuyển Việt Nam cũng thăng tiến trên bảng xếp hạng FIFA. Khi kết thúc năm 2019 với vị trí 94 thế giới, hạng 14 châu Á và tiếp tục đứng số 1 khu vực Đông Nam Á năm thứ 3 liên tiếp. Theo FIFA, đây là những bước tiến kinh ngạc nhất cho bóng đá thế giới của tuyển Việt Nam trong triều đại của huấn luyện viên Park Hang-seo, mở ra một tương lai hứa hẹn và cơ hội rất lớn trong năm 2020 để tiếp tục còn thăng tiến hơn nữa. Video của mình đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã chú ý đón xem. Và đừng quên hãy nhấn like, subscribe kênh để ủng hộ cho mình nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại!